Cái này cái nu của công nha các bạn. Này cái dòng nu hạt lựu. Dòng này nu hiếm lắm. Nó có dứt sam rễ ngay chỗ này, hồi xưa nó cuốn còn cái rễ, nó có chắc có hồi xưa có rễ bự chỗ này rồi, ta đục mình ta nuôi rồi, như vậy nó cuốn cuốn. Cái cụm chỗ này thì nó bự lắm nha bạn. Cái cụm gốc nó khoảng 45 á, hơn 45 luôn. Cụm gốc chỗ này. 45 47 á, 47 cm á. Nó lên hai thân nha các bạn. Nó nhảy một cái cụm gốc nè, nó nhảy lên một cái thân, xong thân cây này nhìn nó nu tới chuẩn luôn các bạn. Có cái khúc này là nó không nu rồi nè, khúc này nó không nu rồi. Mà tương lai chắc nó cũng nu luôn á, nếu mà nó già cây lên cây này nói chung cũng tơ chứ không phải là cây già. Cây tơ. Một khúc trên nó nu nữa bạn. Cây này mà cắt thì sao này các bạn, nuôi là không có cắt đâu. Cắt nhỏ không nó bao đường hết rồi. Người ta bỏ thời gian là mấy chốt ngọn nó khẩn tới ốc tương hết rồi. Giờ mấy bạn thúc lại, bạn bẻ xuống cũng được, vô kẽm bẻ, vô kẽm lớn lớn bẻ xuống. Nu dữ lắm nè. Cái dòng nu này nó hiếm lắm, cái dòng nu này trong Gò Công là nó hiếm á. Hiếm hơn hẳn so với nu mật khỉ nhiều, hiếm thấy lắm nha các bạn. Sau này cái tần sức của cái cây này nó nu cũng nhiều hơn hẳn so với mật khỉ luôn. Đeo chùm ghê lắm. Nó có cái lỗ nha, lỗ sam nè. Lỗ sam rễ mặt tiền cái này nè, cây này chiều cao nó đây, chiều cao tới cái thân này là cái thân nhỏ là chiều cao nó khoảng 25 thôi, lớn khoảng 45 mấy bạn, chiều cao thân lớn khoảng 45. Nó lên đây rồi nó đóng thêm một cái cốt nữa nè, đeo như chùm nho nè mẹ, đeo như bật chùm gì nhìn thấy ghê lắp. Dùng này cái này đế cũng được, cố 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 xuống đế tự nhiên thôi, không có dắt ngó vậy nha mẹ. Cái này đế tự nhiên 100% luôn, tao có làm thì tao bỏ. Cái này nói chung cái đế nhìn lực cây cứng cây, đế tự nhiên nhìn nó cứng cá, nó xanh lè xanh lét rồi mơ mởn ha. Cái dòng nu này ít thấy lắm nha bạn, nu này sao này thần sức nu nó dữ lắm, nó đeo từ gốc tới ngọn luôn á. Thấy cây tử nữa không, đeo mà nó nhô ra khỏi bề mặt xa lắm nè, mà thấy xa cái lóng tay luôn, chắc hút cả. Nhọn nhìn nó ngộ lắm, đi hạt lựu nó nhô ra mà nó nhọn ngộ lắm. Dòng nu này ít gặp lắm, nu Gò Công nha bạn. Đây này nhìn nó cũng có duyên, nó bắt cành vô nhìn nó xong thân nó nu nhìn dạng nu nó là thấy cũng được rồi, cũng ổn rồi. Nu quá nu bạn, cây này sau này nuôi lắm nha. Tại cái dòng nu này mình cũng gặp nhiều rồi, chúng hay là không gặp. Nhưng mà ai mà làm nu công là mới thấy dòng nu, nói chung ít thấy, tại mình mua bán nhiều mình mới gặp nhiều thôi chứ nếu mà làm ít thấy lắm, dòng nu này ít thấy lắm. Nu Công nha bạn.